Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cái channel Forex Freedom Box của mình. Và mình là Hòa Thân. Thì chúng ta gần đến Tết rồi các bạn ạ. Các bạn đã mua đào hay là mua gì về cho gia đình, cho bố mẹ chưa các bạn? Cho vợ con. Thì bản thân mình thì mình cũng sắm sửa Tết cũng xong rồi. Thật sự một năm trôi qua là một cái năm mà mình thấy là có rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải nhìn lại. Đó chính là gì? Đó chính là cái mục tiêu, đó chính là cái kế hoạch và rất 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 nhiều thứ nữa. Bản thân chúng ta một năm trôi qua chúng ta đã làm được cái gì và chúng ta đã học tập được cái gì và các mục tiêu, các kế hoạch, các dự định của chúng ta đã làm đến đâu rồi. Thì bản thân mình thì mình luôn nhìn lại những cái mục tiêu của mình, luôn nhìn lại những cái kế hoạch của mình và luôn nhìn lại những cái thăng trầm, những cái mình làm được và những cái mình chưa làm được. Thì gần đến Tết rồi, mình chúc các bạn là gì? Chúng ta hãy có nhiều những cái năng lượng hơn. Sang năm mới chúng ta sẽ nhiều những cái TB hơn, nhiều những cái lệnh chốt lời hơn, hơn là chúng ta gì? Và chúng ta sẽ học được nhiều kiến thức hơn. Chúng ta sẽ trải nghiệm thật là nhiều trong thị trường này để chúng ta có thể kiếm được tiền từ thị trường này. Thì bản thân mình thì mình muốn làm rất nhiều video để mà chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm ở trong thị trường này. Bởi vì mình làm rất là nhiều video rồi nhưng mà nó không hết được nội dung kiến thức các bạn ạ. Thật sự luôn, cái nội dung kiến thức ở trong cái nghề này nó rất là kinh khủng, nó rất là nhiều. Và chúng ta cần phải nắm rõ rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều những cái kinh nghiệm như vậy thì chúng ta mới có thể chúng ta gì có lợi nhuận trong cái thị trường này. Thì ngày hôm nay cũng là một cái chủ đề liên quan đến cái việc chơi của chúng ta. Đó chính là gì? Đó chính là mình sẽ sử dụng công thức trung bình giá. Sử dụng công thức trung bình giá trong scalping để chúng ta gì có cái để chúng ta có cái những cái lệnh đẹp và những cái góc nhìn tổng quan nhất về cái cách thức của mình giao dịch như thế nào. Ok. Thì những video lần trước mình đã nói đến cái chiến lược scalping vàng của mình. Chiến lược scalping vàng đúng không? Đó chính là gì? Đó chính là khi mà RSI 2 ở cái vị trí quá mua hoặc ở vị trí quá bán và TD-MACD ở vị trí quá mua, vị trí quá bán này, đúng không? Ở trên này hoặc là ở dưới này. Và RSI 14 ở đây hoặc là ở đây, đúng không? Thì đó là cái hệ thống vào lệnh theo scalping. Như video lần trước các bạn có thể vào nhé, các bạn có thể vào xem cái video lần trước của mình đây, cái video về gì, đây là những video livestream thực chiến của mình này, livestream thực chiến này, đây phương pháp chiến lược scalping vàng M5 này, các bạn có thể vào đây các bạn xem giúp mình cái này. Đó là gì? Đó là những cái đây là cái kinh nghiệm của mình về thực chiến M5 Gold. Và đây cũng là cái bí quyết của mình và mình đã chia sẻ cho các bạn. Thì ngày hôm nay lại là một cái video đấy là điểm vào lệnh, là bước vào lệnh. Nhưng cái video này nó là gì? Video này sẽ là cái phương pháp vào lệnh, quản trị lệnh bằng cách trung bình giá, trung bình vốn. Mình sẽ chia sẻ luôn nhé. Có những cái trường hợp mà nó xảy ra như thế này. Đây là cái trường hợp nó xảy ra các bạn. Hôm nay mình nhận được một cái mình review thêm một chút nữa là hôm nay mình nhận được một cái tin nhắn rất là hay. Và tin nhắn này là một tin nhắn mà giúp cho mình có cái động lực ở trong cái thị trường này. Đây, mình có thể vào cái này. Đây các bạn ạ. Một cái tin nhắn mà đây. Ôi, mình kết hợp MACD 2.0 vùng cây và nến pin 3 cộng với quan sát đa khung đã bất bại. Hòa Thân ơi, mã nào cũng cheat được nhưng đúng nhất là vàng và bạc ở khung M5 đấy. Mình cảm ơn bạn đã giúp cho mình lấy lại những gì đã mất, cảm ơn rất nhiều. Thì cái công thức TD-MACD 2.0 của mình ý, công thức đấy nó rất là kinh khủng mọi người. Mọi người có thể xem lại, đây là cái lúc thời điểm vào lệnh 2.0 đúng không? Đây mọi người nhìn thấy này, nó vượt qua 2.0 này đấy. Sau đó nó quay đầu này, là cái lúc chúng ta vào lệnh, chỉ có như vậy thôi, không có gì cả. Đó là cách chúng ta vào lệnh, đó là bước vào lệnh của chúng ta, rất là hay đúng không?
Thì ở trong cái mình quay lại cái video ngày hôm nay, đó chính là gì? Đó chính là trung bình giá. Mình giả sử trung bình giá có nghĩa là như nào? Trung bình giá khi mà đến điểm quay đầu này, mình giả sử đây là điểm này. Đây là một điểm quay đầu của vàng. Đúng chưa? Đây là điểm quay đầu. Đây là một điểm quay đầu của vàng. Nhưng mà giá chỉ đi một tẹo thôi, sau đó nó lại đâm lên gặp cái này, gặp thêm cái này. Đầu tiên là nó gặp cái này, sau đó đâm lên cái này. Thì mình vào, mọi người có thể xem lại cái video thực chiến của mình. Video thực chiến của mình. Khi mà nó đạt chỉ số rồi, mình chỉ vào mồi một lệnh khoảng tầm 0.05. Vào mồi đây một lệnh 0.05. Sau đó thì mình chờ giá nó lên đây để mình mồi thêm một lệnh 0.1, gấp đôi lệnh này. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ số nó đạt rồi, nhưng nó có thể đi thêm một chút nữa nó mới quay đầu. Vì vậy mình luôn luôn mình vào hai lệnh trong một thời điểm. Mình chỉ vào hai lệnh thôi mọi người nhé. Mọi người nhớ này, cái hệ thống này chỉ vào hai lệnh thôi. Nếu như chúng ta đi ngược xu hướng ấy, thì tí nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình trung bình giá và mình cân lệnh như thế nào. Thì trong cái buổi thực chiến của mình cũng đã nói rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói lại cho các bạn có để các bạn hiểu. Ở đây này, mình vào một cái lệnh nhỏ thôi, 0.05. Sau đó nó hồi lên đây này, sẽ vào 0.1. Và mình sẽ đặt gì? Đặt cái lệnh đối đây là 0.15 đấy. Đặt lệnh đối đây là 0.15. Đó. Thì khi mà giá nó thủng qua cái vùng cây này này thì nó sẽ đâm lên đây. Đâm lên đây, nếu nó đâm được lên đây thì nó sẽ đâm lên rất là mạnh. Đúng không? Thì mình đặt lệnh đối luôn, lệnh cân luôn. Ví dụ mình đang sell đây nhá. Sell ở đây 0.1 này, sell đây 0.05 này. Thì mình đặt lệnh buy đây và nó đâm qua đây thì mình gì? Mình chốt lệnh buy và chờ hồi về để mình chốt luôn hai lệnh sell này, thì mình sẽ giữ được cái tài khoản đó, cái vốn đó. Đấy. Đấy là cái cách của mình. Nhưng mà cái điều mà mình muốn nói lên ở đây là gì? Nó đạt chỉ số để quay đầu rồi. Nhưng nhiều khi nó gì? Nhiều khi nó lại thủng qua một chút nữa. Sau đó nó mới quay đầu. Đây mới là vấn đề mà chúng ta cần phải nhắc tới. Đúng không? Thì thông thường khi mình đạt chỉ số rồi, mình sẽ vào một cái lot. Lot gì? Lot đấy gọi là cái lot mồi thôi. Ở đây mình vào 0.05. Đấy. Thì sau khi nó gì? Sau khi nó đâm lên một tí, đâm lên một tí đúng không? Thì mình vào thêm 0.1. Và mình sẽ vào hai lệnh trạng thái như vậy. Cái lệnh này sẽ gấp đôi. Và mình sẽ gì? Đặt lệnh đối ở đây, ở khu vực này. Đó là cái cách mình làm. Tại sao nhá? Tại sao nó lại vậy? Bởi vì khi mà đạt chỉ số rồi, thông thường thì gì? Thông thường nó sẽ đi dịch chuyển lên một chút, thêm một chút nữa. Cho nên là chúng ta khi mà đạt chỉ số chúng ta hãy mồi nhá. Hãy mồi nó một lệnh và gì? Và khi mà nó tiến lên một tí nữa, khi nó quay lên một tí nữa thì chúng ta sẽ vào một cái lệnh gấp đôi. Thì tổng hai cái lệnh này thì bằng gì? Bằng một cái khối lượng giao dịch mà chúng ta đã định ra trước. Ví dụ chúng ta muốn vào đây là 0.15. Đúng không? Thì đầu tiên chúng ta vào 0.5 thôi. 0.05 thôi. Sau đó gì nhịp đến đây chúng ta sẽ vào gì? 0.1. Đấy. Thì chỉ cần gì? Hồi xuống một tí thôi là cái lệnh này của chúng ta đã dương rất 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 là nhiều. Dương rất là nhiều các bạn. Chỉ cần gì? Hồi xuống một tí. Chỉ cần chúng ta đặt điểm hòa vốn ở đây thôi của cái lệnh 0.05 thì lệnh 0.1 này chúng ta đã dương rất là nhiều. Cho nên thông thường mình sẽ vào gì? Vào khoảng từ 2 cho đến 3 lệnh một thời điểm. 2 cho đến 3 lệnh khi mà gì? Khi mà nó hồi như này, khi mà giá nó hồi. Đấy. Thì nhưng chúng ta nhớ nhá, đây không phải là nhồi lệnh. Chúng ta nhớ đây không phải nhồi lệnh. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết rằng là cái vị trí này này, cái vị thế này, cái vị trí này là nó sẽ là cái vị trí quay đầu chúng ta mới vào kiểu như vậy. Còn nếu như chúng ta không xác định được cái vị thế đó, cái vị trí đó là cái vị trí quay đầu, là cái vị trí phản ứng giá, thì mình khuyên các bạn là không bao giờ chúng ta vào được như vậy. Không bao giờ được bắt đáy ở đây, bắt đáy đây, bắt đáy đây, bắt đáy đây, bắt đáy đây. Không bao giờ chúng ta được như vậy luôn. Bởi vì gì? Bởi vì chúng ta không biết đâu là đáy cả. Nhưng mà nếu như cái vị trí đó, cái vị thế đó là cái vị thế chúng ta gì? Có phần tỷ lệ phần trăm cao chúng ta đã nhận định nó là vị trí quay đầu. Hoặc là gì? Hoặc là vị trí phản ứng giá. Thì chúng ta mới được làm cái điều này giống như mình. Đúng không?
Với lại chúng ta chia tài khoản thì chúng ta không phải sợ gì cho mọi người. Mọi người hãy chia tài khoản cho mình. Đây là một cái cách rất là hay. Thật sự luôn, mình đã chia sẻ với bạn. Đây là một cách rất là hay. Đúng không? Chia tài khoản ra. Đây này. Có một cái video. Có một cái video của một người nào đó đấy, lấy cái nội dung chia tài khoản của mình để làm cái video. Mình không muốn nói ở đây nữa, nhưng mà gì nhỉ, nhưng mà mình khuyên các bạn hãy chia tài khoản ra rất là hay. Thì đó là cái cách vào lệnh của mình. Hãy giữ cái cách mà vào lệnh trung bình giá như thế này rất là tốt luôn các bạn, rất là hay. Nhưng mà chúng ta phải biết chắc chắn cái điểm đó là cái điểm nó sẽ phản ứng và là cái điểm quay đầu, thì chúng ta nên làm những cái điều đấy giống như mình. Còn lại nếu như chúng ta không biết, chúng ta đừng bắt đáy nhé. Đừng bao giờ bắt đáy nếu như chúng ta không biết chắc chắn đó là cái thời điểm nó phản ứng, nó quay đầu. Đó là cái lời khuyên của mình và đó là cái cách vào lệnh trung bình giá của mình. Các bạn nếu như các bạn thắc mắc thì các bạn có thể vào xem hai cái này của mình. Đấy. Mình thực chiến 2 ngày liên tục để chúng ta chỉ biết được cái điểm để chúng ta vào lại như thế nào. Thì mọi người vào xem nhé. Ok, video của mình đến đây hôm nay là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo của mình.